Tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, nơi từng là thủ phủ resort có tiếng tại Việt Nam, địa phương với văn hóa giàu đượm cùng bờ biển dài đẹp trong xanh bậc nhất châu Á đang chuyển mình thức giấc, vượt qua khoảng lặng để trở thành vị trí độc tôn trên bản đồ du lịch với các dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn. Trải dài hơn 7 km đường bờ biển tuyệt đẹp, tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí Novua Phan Thiết quy mô 1.000 ha sở hữu địa thế, tựa sơn hướng thủy hiếm có, mang đến hơi thở mới, góp phần hồi sinh một thành phố sôi động, tràn đầy năng lượng. Dự án tọa lạc trên cung đường biển Tiến Thành thơ mộng, chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 2 tiếng di chuyển qua cao tốc Long Thành Dầu Dây Phan Thiết trong tương lai. Trong thời gian gần, việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng hiện đại với 4 tuyến đường hàng không, thủy bộ và đường sắt không chỉ mang tới sự thuận tiện khi di chuyển đến Novua Phan Thiết mà còn mang tới tiềm năng gia tăng bền vững khi sở hữu bất động sản tại đây. Novua Phan Thiết sở hữu đa dạng sản phẩm second home bao gồm khu nhà phố thương mại, biệt thự nghỉ dưỡng trên địa thế biển đồi sinh động và sở hữu kiến trúc đa dạng, đặc trưng từ nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Thêm vào đó, dự án còn sở hữu chuỗi 200 tiện ích văn hóa thể thao chăm sóc sức khỏe đẳng cấp quốc tế lần đầu tiên xuất hiện, hứa hẹn mang nhiều trải nghiệm bất ngờ, đẳng cấp không chỉ cho cư dân mà còn cho cả khách du lịch nội địa và quốc tế đến Phan Thiết như trung tâm thể thao 220 ha dành cho vận động viên khu vực châu Á cùng các môn bóng đá, tennis, bơi lội, điền kinh, cử tạ được phát triển theo mô hình học viện ING Hoa Kỳ. Đặc biệt, cụm sân golf 36 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman, đủ điều kiện đăng cai các giải PGA chuyên nghiệp thế giới. Công viên biển 16 ha với các hoạt động thể thao bãi biển, câu lạc bộ, bến du thuyền cùng công viên chủ đề cướp biển 25 ha với nhiều trò chơi giải trí cảm giác mạnh đầy hứng khởi. Trung tâm hội nghị với thiết kế sang trọng phù hợp nhiều loại hình tiệc, hội nghị, sự kiện. Dự án còn sở hữu các tiện ích thương mại lưu trú, khu resort hệ thống khách sạn nổi tiếng với thương hiệu quốc tế như Novotel, Movenpick cùng nhiều tiện ích văn hóa nổi trội như chợ nông sản địa phương, lễ hội ẩm thực vùng miền. Bên cạnh đó, Novua Phan Thiết còn mang đến cho cư dân hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế cùng các tiện ích chăm sóc y tế, sức khỏe cho người lớn tuổi như là hưu trí, hệ thống bệnh viện, dịch vụ điều dưỡng tại nhà. Novua Phan Thiết sẽ không chỉ là nơi cư trú an bình hạnh phúc mà còn là nơi chúng ta cùng mong muốn được trở về và tận hưởng giá trị sống đắt giá vượt thời gian.